bà con nha. Chiều hôm nay em lên cho bà con xem một cái con xe rù 8 bánh 4 cầu cua ta hiệu IF15D. Con này thì dòng cua ta nha anh chị nha. Thì xe thì đã sơn nguyên con này. Nói chung là về cái màu sơn nó không được đẹp, bên em sơn hết màu cam và màu đen luôn ha. Đó, sơn nguyên con. Đèn thì chơi đèn led này. Lộn đèn bi nè, bi ha, một bóng là 8 bi, sáng lắm, cực kỳ sáng luôn ha. Đây đó anh chị thấy không, đây là ban ngày nha, còn đêm mà anh chị rọi là anh chị thấy ma luôn á, sáng tới mức độ luôn á. Đây chạy động cơ ba máy dầu cua ta, bình nè, bình dầu nè, đó két nước nè, ok hết ha. Số này thì 3 tiếng 3 lùi, có nghĩa là số 1, số 2, số 3 anh chị gạt cây này tới là chạy tới, gạt lui là chạy lui thôi ha. Đó, cái này là cần ben. Chuyển hướng hai tay trái phải đây. Hai tay trái phải đây. Thắng nè, ga nè. Này là ghế ngồi. Đó. Ti ben những cái dòng này thì nó ben như vậy, nó ben tới ha. Nên là cái độ ben nó rất là lực. Nó đổ thì nó rất là lực ha. Từ vì ben cái thới này rất là hợp lý luôn. Còn những cái ben mà dưới đây là ben lên thì nhiều khi ben nặng quá đâm ra nó đuối. Ben như vậy thì lực. Đó, lớp thì em đã thay 8 cái lớp mới nè. 8 cái lớp mới nè. Thùng con này thì ngang 1m3, 1m4 ha. Ngang 1m3, 1m4, dài 1m7, 1m8. Có nghĩa là em nói chung chung thôi nha. Còn khi nào nói chung là ví dụ 1m7 thì 1m7, 1m8, 1m8 nhiều khi nó chênh lệch có một phần thì nó cũng đáng cỡ đâu. Đó thì em nói chung chung thôi. Còn nhiều khi mình lỡ em nói 1m3 về anh chị đo 1m4, cái gì đo 1m2 anh chị nói ăn gian một phần thấy không? Nói chung chung thôi. Đó, thùng bẩn thì ok, đầy đủ. Xe thì nãy giờ hoạt động cho anh chị xem đó, xe hoạt động là từ A Z ngon, rất là ngon luôn. Đó, anh chị thấy không? Đó, chuyển hướng quay đồ này nọ này. Đó, lớp mà nó ăn đường bê tông, anh chị thấy không? Đó, xe rất là lực, hoạt động trên cả tuyệt vời. Ok hết ha. Rồi, giá thì quá là mềm luôn. Giá quá mềm luôn, em sẽ để giá trên tiêu đời luôn ha. Anh chị nào xem được thì ủng hộ em. Đó, xem được ủng hộ em em. Rồi, bánh chào và hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo.